Theo một quan chức giấu tên thuộc Bộ Phụ trách Lễ Hành Hương Hajj và Umrah của Ả Rập Xê Út, nếu mọi việc diễn ra đúng kế hoạch, thì năm nay nước này sẽ chứng kiến cuộc hành hương Hajj lớn nhất kể từ năm 2019, thời điểm trước khi bùng phát đại dịch COVID-19. Dự kiến sẽ có trên 2,5 triệu tín đồ từ khoảng 160 quốc gia trên thế giới tham gia sự kiện này. Và chỉ tính riêng tới cuối ngày 23 tháng 6 vừa qua, đã có tới 1,6 triệu người nước ngoài có mặt ở Ả Rập Xê Út. Lễ hành hương Hajj bắt đầu vào sáng sớm 25 tháng 6 với hoạt động đi quanh khối Kaaba đen được trang trí bằng những chi tiết mạ vàng, nơi hàng triệu người Hồi giáo tới cầu nguyện mỗi ngày. Trước đó, do dịch COVID-19 bùng phát toàn cầu, chỉ 10.000 người được phép tham gia lễ hành hương hồi năm 2020, sau đó đã tăng lên gần 59.000 người vào năm 2021. Trong năm ngoái, mức giới hạn 1 triệu người tham gia sự kiện tôn giáo này đã được gỡ bỏ.